mà tôi không giận là bị mình cũng vừa nói đó, tức là người ta hiểu lầm là tôi đang sinh hoạt vấn đề thiết kế cái đàn chứ không phải là cái bản đàn. Còn mình chơi cho nó ra bản đàn thì lúc đó cần tới âm sắc của cái đàn và đồng thời là những cái đó đàn của nó phải cho nó hay. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì ở trong những cái video clip trước thì Bùi Hồ có gặp được gọi là cô bác anh chị gọi là kỳ tài Nguyễn Hồng Phước, có thể chơi được nhiều nhạc cụ và đặc biệt là chú có thể sáng chế cây đàn 7 trong 1 hay là 10 trong 1. Và cái clip thứ hai đó là Bùi Hồ đã quay cho cô bác anh chị xem về chú Lượm khiếm thị đàn cho cô bác anh chị nghe những cái câu vọng cổ bài cả bản rất là mượt mà. Thì hôm nay là vào dịp cận Tết, có dịp hội ngộ để gặp chú Nguyễn Hồng Phước với lại chú Năm Lượm. Thì hôm nay chú có dịp về đây thì chú Phước sẽ biểu diễn cho cô bác anh chị trên cái đàn violon và chú Lượm sẽ sử dụng đàn guitar phím lõm. Chú Phước với chú Lượm sẽ hòa tấu bài gì ha chú ha? Ta theo đề nghị của anh Lượm thì đàn một bài con sao rồi hai câu hai câu một hai ha. Dạ một hai về đàn. Dạ rồi bây giờ bắt đầu ha chú ha. Rồi dạ rồi mời cô bác anh chị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
quá hay. Còn cảm ơn chú Lượm với chú Phước nhiều luôn. Chú Phước ơi, như thế này, sẵn ở trong clip này con cũng có ngồi chung với chú Lượm. Thì hôm trước thì con có quay một cái clip, một cái phóng sự về chú. Thì ở trên mạng khi mà họ chưa nghe được những cái âm sắc nó họ chưa cảm nhận được hết á, thì chú hôm nay chú có một cái chia sẻ gì về những cái bình luận của những người ở trên mạng không? Cái mình thì cũng không có bình luận với ai, mà thường thì cái nghề làm nghệ thuật cho nó chỉ là trừu tượng, cũng không thể chứng minh ra điều gì hay điều gì dở. Chỉ có người ở trong nghề, đi vào nghề sâu ở trong nghề thì có thể người ta chỉ nhận dạng ra một góc độ nào đó thì người ta sẽ hiểu được. Ở đây thì khán giả thì có quyền nói theo cái ý của khán giả, nhưng mà có nhiều cái clip trước á, cái chủ yếu á là khai thác về vấn đề sáng tạo ra một cái loại nhạc cụ có thể chơi cách nào đó, nhưng mà người ta không hiểu, người ta nghĩ là cái đó là mình biểu diễn. Mà nhưng mà người ta cũng chưa hiểu rằng cái là khi mà phục vụ về cái tiếng đàn nó gọi là âm sắc của nó, thì nó đòi hỏi phải có một cái công cụ khác để phô trương ra, chẳng hạn là âm ly, thùng quát, nói chung là rất nhiều về công nghệ điện tử để cho người ta nghe được cái âm thanh của nó. Nếu âm thanh hay thì người ta sẽ nghe hay, mà âm thanh dở thì nó là dở. Mình thử ra cái lúc đó thì anh em khán giả người ta cứ nghĩ thì đó là mình biểu diễn về nghệ thuật, chứ thực tế là chỉ là khai thác vấn đề cái chiều sâu của nghề thôi, cái đàn thiết kế kiểu gì đó, thì cái đó thì cũng có gì để phải nói. Nhưng mà mình chỉ nói rằng anh em khi mình biết về nghề cho sâu thì mình mới có thể khẳng định được cái giá trị của nó. Ở đây thì anh em đã chỉ hiểu lầm có thôi, thử ra cái đó cũng không có gì. Dạ, sao có nghĩa như thế này chú, ở trong đó cũng người ta đồng tình với chú, có ta công nhận cái tài của chú cũng có, khi người ta hiểu được cái nghề. Còn những cái người mà người ta bình luận phản cảm thì cái cảm nhận của chú khi mà chú đem cái đam mê của mình mà làm được cái đó mà họ bình luận trái chiều vậy, thì chú thấy sao? Cái bình luận của anh chị em ở cộng đồng mạng của mình thì họ rất là trung thực. Mà những người mà dám phản biện lại những cái điều của mình đó là những người rất là trung thực, tôi rất tôn trọng. Bởi cái nghề mình hay là mình phải bị nhiều cái sự công kích để cho mình vươn lên. Nhưng mà tôi không giận, là bị mình cũng vừa nói đó, tức là người ta hiểu lầm là tôi đang sinh hoạt vấn đề thiết kế cái đàn chứ không phải là cái bản đàn. Còn mình chơi cho nó ra bản đàn thì lúc đó cần tới âm sắc của cái đàn, và đồng thời là những cái đó đàn của nó phải cho nó hay, thì cái đó nó là một cái góc độ khác. Ở đây là người ta hiểu lầm vậy thôi. Cho nên những người nào sáng tạo họ xem cái clip của tôi, họ đồng tình là bởi vì tôi đang chỉ cho họ những cái gút mắt, cái khó khăn của thiết kế cái đàn. Còn cái đàn này thì nó đã từ ở bên Pháp nó đã có sẵn rồi, thành thử ra bây giờ cứ cầm lên là đàn thôi, khỏi có phải nói gì nữa. Còn cái đàn thiết kế nó rất là khó, nó chỉ một khúc cây mà có thể nó thể hiện ra mười mấy tiếng đàn, cái điều này là rất là khó khăn. Thì vấn đề là điện tử ta hiểu lầm thôi, cái đó cũng không có gì phải giận hờn, mà mình rất tiếp thu á. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều, chúc chú sức khỏe. Chú Lượm ơi, cho con hỏi chú tí, trong cái khi mà con đăng cái video clip của chú cũng được rất là nhiều người xem, ở trong nước, ngoài nước cũng có, thì khi mà chú sau đó thì chú là đi đàn show đúng không? À. Dạ, sau này thì chú có nhận được nhiều show hơn so với lúc trước hay không? Bây giờ tôi nói cho con nghe như thế này nè. Dạ. Tại vì đi show á cũng tùy theo cái tháng đó. Dạ. Nhận tháng nhiều tháng ít. Chỉ cho từ cái ngày lên list tới giờ thì nó cũng bình thường à. Dạ. Bình thường chứ không có nhiều mà không ít. Ví dụ như nhận cái tháng như tháng 12 rồi á thì hoàn toàn là không có, hoặc giả có hai, phải không? Dạ. Để còn nhận những mùa cưới đó, mùa cưới cả tháng 9 hoặc tháng 10 đó, hoặc giả tháng 11. Dạ. Đó. Cái đó cũng ngay mùa cưới đó, thì nhạc sĩ mới có phương tiện để mà đi làm ở đây được. Dạ. Rồi còn như chú bây giờ đi xa thì cũng không có đi được, là con cái mình cũng được khỏe. Dạ. Đó, mình cũng đi vòng địa phương hay hoặc giả trong tỉnh thôi. Dạ. Chị vừa nghe chú Phước với lại chú Lượm hòa tấu,
Thì chú Phước với chú Lượm có nhân dịp đó đến thì chú có muốn lời nào gửi đến những người ở trên cộng đồng mạng cũng như là trong nước ngoài nước không chú? Thì tất cả các cái thành viên ở trong hội nghệ thuật thì Tết đến thì lúc nào cũng muốn đem cái khả năng của mình để phục vụ cho anh chị em khán giả tứ phương hưởng được cái mùa xuân vui vẻ thịnh vượng. Còn người làm nghệ thuật thì lúc nào cũng phải là đem hết khả năng của mình để tạo ra niềm vui cho anh chị em. Thì đó là một cái điều mà rất là vui mừng và anh em rất là tích cực để cố gắng để làm thế nào đó cho hài lòng quý khán giả. Đó là cái mong ước của người làm nghệ thuật. Dạ, chú ơi lâu quá rồi mới gặp, cũng khó có dịp mà cũng gần tới đến là chú với chú Lượm mới hòa tấu một bài. Theo con nghĩ là mình có nên tặng thêm một bài nào nữa không chú? Dạ đúng, bây giờ thì tặng thêm một bài nữa tôi sẽ đạt cái đợt sết với anh Lượm. Dạ, thì cô bác anh chị sẽ có, Bùi Hồ sẽ kết thúc ở cái clip này ở đây. Và một cái clip thứ hai chú Phước sẽ biểu diễn cái đàn sến hòa tấu cùng với lại chú Lượm.